Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tôi làm thêm phần quyển thứ 6 sang Tây Dương, phép thuật Giê-xu đắc dụng, trình bí lục môn đồ Giê-xu được phong. Con Thiên Chúa bị bại phải chạy trốn vào hang cửa, hang núi cửa ải. Thần binh và các đội quân tay súng đi lùng bắt, bắn vội vào các hang sâu hóc hẻm. Giê-xu phải lén trốn sang nước Tây Dương. Quân Lâm-bô chạy theo Giê-xu bấy giờ chỉ còn khoảng 20 tên. Giê-xu sai đi tìm Phê-rô, hẹn gặp nhau trên núi Bi-ni-a. Cha mẹ Giê-xu và các môn đồ nghe tin Giê-xu đến, tưởng là thắng trận, ai nấy cảm mừng. Khi đến nơi hẹn, nghe Giê-xu thuật lại sự việc, ai nấy đều thất kinh rùng rợn. Hỏi nguyên do, Giê-xu đáp: trước đây ta đã nói, nếu để cho bọn chúng học thiên văn, địa lý, bói toán thì một khi thông hiểu, chúng sẽ làm hại đạo ta. Nay sự đã quả nhiên, ta đã làm phép bắt sao chổi mọc lại, thổi gió về hướng sau dốc, gọi quỷ sứ đến bày mưu giúp sức, thật oai hùng lừng lẫy. Vậy mà dân Giu-đê vẫn cứng lòng, không chịu theo ta mà còn văn phục ma quỷ. Nay ta quyết chí rời khỏi nước Giu-đê. Tha ngôi sau viết vồ đã bị chúng giết, nhưng không biết các thầy cả do các ngươi lập ra thì nay như thế nào. Mọi người nhân đó hỏi về việc sáu viết vồ bị hại. Giê-xu buồn rầu đáp: khi bị quân bắt giam, bọn chúng đã dâng sách ghi chép phép kín của ta, hy vọng được vua Giu-đê trọng dụng, nhưng tên vua ấy không tin, lại thêm giặc tên giặc Đô Sanh Nục dùng hình phạt quá độc ác, cho nên linh hồn của bọn họ chẳng bao lâu đều phải tiêu tan. Hơn nữa, vua tôi Giu-đê sau khi biết rõ các phép kín của ta, bèn nhân đó mà đề phòng nghiêm ngặt, đã đoạt lại tất cả giáo đồ của ta. Môn đồ nghe nói như vậy đều lấy rất làm buồn. Giê-xu nói: nay ta thử một phen hiển linh sang nước Tây Dương, nếu được quốc vương nước ấy tin cậy thì các ngươi hãy cùng theo sang, bằng không thì phải tính liệu cách khác. Nếu còn tụ tập một nơi như trước thì lại chút lấy vạ như ở nước Giu-đê mà thôi. Bà Maria mẹ Giê-xu nghe nói như vậy bàn căn rằng: đức thầy khi còn sống thì lau khổ phần xác, nay chết rồi còn phải vất vả phần hồn. Sáu ông viết vồ cũng do tôn kính đức thầy mà phải chịu chết, tôi bấy lâu đã phải lo âu đau khổ, chỉ mong đức thầy đừng theo sang nữa. Sáu viết vồ còn sống cũng tỏ ý lo buồn. Giê-xu thấy vậy bèn nói: cứ nghe lời bà thì người ta mất hết trí khí. Rồi Giê-xu cấm hẳn không cho các môn đồ lui tới nhà bà Maria nữa. Ai không tuân theo về sau đừng hối. Bọn Phê-rô sợ phép thần linh, từ đó không ai dám lui tới nhà mẹ Giê-xu nữa. Rồi đó Giê-xu lại cưỡi mây bay sang nước Tây Dương. Tới nơi, Giê-xu hoành lượn trên trời, hóa phép gây mưa, những ai mưa ướt đều bị ốm nặng. Khắp nơi trong kinh thành, dân chúng đều phải chống gậy mà đi cày nhắc. Quốc vương nước ấy là Mai Sen, sai quan thái đốc thái bốc tên là Dino xem quẻ bói. Dino gieo quẻ xong tâu rằng: có vị thiên thần đến bảo ta cho liệu diệu pháp, nếu bệ hạ cho lập đền thờ phụng thì sẽ được tốt lành lớn. Nếu Mai Sen bèn vua Mai Sen bèn lập đàn cầu khấn, phút chốc bỗng thấy trên không hiện ra một tòa lâu đài nguyên nga tráng lệ. Bên trong có một vị thần mũ áo oai nghi đang ngồi, bốn phía cột có bốn tên tính giặc áo đỏ đứng hầu. Cờ hiệu có chữ dòng chữ đề: Đức Chúa Giê-xu, con đích thực của Chúa Trời. Giê-xu quát lớn: ta là con Chúa Trời, giáng sinh xuống nước Giu-đê dạy phép lớn để thống nhất thiên hạ, không ngờ bọn chúng quay lại hại ta. Tuy vậy ta cũng tha tội cho chúng, vẫn hiện về dạy bảo cho những vua tôi Giu-đê lại cầu viện, ma quỷ đánh lại ta không chút thương xót. Nay ta đem cái phép lớn nhất thống thiên hạ ấy cho băng ngược bằng ngươi. Nếu ngươi làm theo lời ta thì nước Giu-đê rồi cũng phải chịu đến thần phục.
Vua Mai Sen cảm mừng, cùng với quần thần rập lạy xin được nghe lời chỉ giáo. Giê-xu nói: Ta có 6 môn đồ hiện đang ở trong nước ngươi, ngươi hãy tìm đón, bọn họ sẽ nói thay lời ta. Vua tôi Tây Dương quay lại xin vâng lời. Rồi đó tòa lâu đài phục biến, bệnh dịch cũng dần yên. Vua Mai Sen hạ chiếu khắp nơi trong nước, tuyên truyền rằng Chúa Giê-xu con Chúa Trời đã hiển linh truyền bí pháp. Các vị vít bồ hãy văn chiếu về kinh triều cận để hoàng đế hỏi chuyện. Giê-xu cảm mừng bảo các môn đồ: Vua Tây Dương đã chịu ngay lời ta, đúng là bậc minh quân trong thiên hạ. Này trước hết các ngươi phải khoe khoang sự linh thiêng của ta, để đem lòng tin của họ có vững hay không, rồi sau mới đem trình bí pháp. Giê-xu vừa dứt lời thì bà Maria tắt thở. Bà Maria từ khi đi lánh nạn vì quá ưu phiền lo sợ nhiễm thành bệnh, lại vì chồng bà Giuse theo đạo ăn ở chay tịnh để ngưng tụ tinh linh khí, cho nên chỉ sinh hạ được mỗi một mình Giê-xu mà lại gặp lúc nguy khốn như thế. Cho nên đến đây chợt nghe tin vua nước Tây Dương, bà Maria ngạc nhiên kinh sợ mà chết. Các môn đồ của Giê-xu lo liệu chôn cất mà chẳng thấy bóng dáng Giê-xu hiện về. Cho nên ngày nay có lễ Đức Bà lên trời, bọn Phê-rô 6 vít vồ văn chiếu chỉ cùng nhau về kinh đô Tây Dương. Trong lòng vẫn còn ngờ vực, đến khi được vua Mai Sen tiếp đón như tân khách mới thật yên lòng. Vua Mai Sen và các đại thần cùng hỏi bọn Phê-rô về chuyện Thiên Chúa. Bọn Phê-rô muốn kể cho hết mọi sự linh thiêng, bèn soạn ra một bộ sách thuật chuyện từ khi Giê-xu sinh ra cho đến khi lại hiện xuống sau khi chết, gồm 4 quyển gọi là sách Gia Tô Thực Lục. Riêng đoạn nói về sự việc từ khi Giê-xu dẫn môn đồ lên núi Olivete truyền dạy bí pháp thì phép riêng thành một quyển gọi là Bí Lục. Sách soạn xong dâng lên, vua Mai Sen cùng quần thần đọc đến phần Bí Lục, ai nấy đều gật đầu tán thưởng. Bây giờ có tả thừa tướng là Sumei và hữu thừa tướng là Nasoro nói rằng nếu Giê-xu quả thật linh thiêng thì hãy hiện xuống đây xem sao. Bọn Phê-rô lập đàn cầu thỉnh, phút chốc thấy Giê-xu hiện xuống vạch 5 vết sẹo bị đóng đinh ở trong lòng bàn tay, bàn chân và giữa ngực cho Sumei xem. Nasoro thấy vậy nói: Nếu đánh được ta chết rồi lại làm cho ta sống lại thì mới thật là thiêng. Vừa dứt lời, Nasoro liền lăn ra chết, 4 ngày sau thì được sống lại. Thế là vua tôi Tây Dương rập đầu vái lại la liệt, thỉnh cầu Giê-xu phò giúp cho vương triều. Rồi đó vua Mai Sen cho dựng 5 ngôi đền ở kinh đô để thờ phượng con Thiên Chúa, lại truy phong tôn hiệu thánh cho 6 vít vồ đã bị hành hình ở Giu-đê. Vua tôi Tây Dương bản tính xảo hiểm, đến đây được phép thuật hiểm độc của Giê-xu, bàn cùng nhau bàn rằng một lòng trung nghĩa muôn đời thiêng liêng, muốn sai khiến dân chúng từ xưa đến nay chỉ có cách ấy của Giê-xu là thượng sách. Dòng dõi vua tôi chúng ta nếu làm được như thế thì địa vị ngồi trên đầu dân sẽ ngàn vạn năm yên vững. Phương sách ấy đem đi thi hành ra nước ngoài thì sau 500 năm có hy vọng thống nhất bờ cõi. Đúng như Chúa Giê-xu đã dùng phép đại số mà bấm đồn thì nước lớn phải mất 700 năm, nước vừa mất 500 năm, nước nhỏ cũng phải mất 300 năm. Cũng không phải là lâu lắm, vua tôi chúng ta cùng vạn đời con cháu, người trước chết kẻ sau nói, trên dưới một lòng ngưng tụ anh linh để hưởng ngày thiên hạ thu về một mối. Muốn được như thế ắt phải đồng tâm nhất trí như thầy trò Giê-xu, kẻ nào phản nghịch tất phải trừng trị nặng không tha. Rồi đó vua tôi cùng nhau cắt máu uống thề, đồng lòng suy tôn phép thuật của Giê-xu. Vua Mai Sen theo lời dặn của Giê-xu làm cho nhiều giá câu rút để nhắc nhở người ta, dẫu chết cũng không quên đạo. Trước đó đã cho vẽ ảnh Giê-xu đầu đội vành gai nhọn trên giá câu rút ở bên trên, phía dưới là 6 vít vồ đứng hai bên giá,
nét mặt và hình dáng đều hao tựa Giê-xu, cùng được vẽ vào đó để thờ chung, phong làm thánh. Sau đó vua truyền cho các quan phải theo treo ảnh này trong nhà mình để hàng ngày trông thấy, không quên cái ý sẵn sàng chịu chết. Xét ra người Giu-đê và người Tây Dương đều thờ Chúa Trời, nhưng phong tục Giu-đê chuộng sự thẳng thắn, cho nên phép thuật của Giê-xu không thi hành được. Còn thói tục Tây Dương thì giảo hiểm, cho nên phép thuật của Giê-xu mới được trọng dụng. Các sách nói về thuật âm dương của người Tây Dương đều là bắt chước của người Giu-đê. Nay lại đem các sách thiên văn của Giê-xu chiêm nghiệm rất đúng. Tả thừa tướng Sumeie tâu rằng: xin hoàng thượng ấy lấy sự đối xử công tâm để thống nhất ý chí của dân chúng. Vua Mai Sen bèn hạ chiếu phong thưởng tặng cho những người hiện tại từ xưa, cùng với các vích vồ môn đồ lớp sau của Giê-xu như bọn Ti Mông, đều được phong là thượng sách, đều được phong là thượng khách, cùng được phụng thờ. Lại phóng theo lời dặn về việc mặc đạo phục để ghi nhớ sự tích Chúa Giê-xu chịu nạn, vua Mai Sen sai may triều phục đúng như kiểu áo do Giê-xu mặc ra, nhưng có quy định thêm về việc dùng năm màu sắc thêu hoa vàng hay hoa lạ bạc để phân biệt phẩm tước cao thấp. Lại sai bỏ ba chiếc đinh câu rút, vành mũ đai và chiếc khăn tay che mặt của Giê-xu vào trong một chiếc hộp gọi là hộp tàng hồn, đặt trong nhà thờ. Bấy giờ bọn Phê-rô tâu rằng: chiếc giá câu rút trước đây bọn thần đã đem cất giấu ở núi Cửa Ải, xin hoàng thượng bí mật sai lính đến lấy về, nhưng xin dặn bọn chúng không được quét sơn để bảo tồn nguyên dạng. Các môn đồ lại tâu: ở nước Giu-đê trong lùm cây Gết-xê-ma-ni còn tảng đá có vết đầu gối của Chúa Giê-xu quỳ cầu nguyện khi lâm nạn, hiện chưa thay lấy về được. Vua Mai-sen bèn bí mật sai người mang nhiều tiền bạc sang mua chuộc dân làng sở tại để khuân tảng đá đó xuống thuyền trở về Tây Dương. Khi đem được tảng đá ấy về, vua cho sửa sang một khu vườn rộng có cây cối tùm để đặt tảng đá ấy trong vườn làm nơi tượng trưng di tích, cũng đặt tên là vườn Gethsemane. Lại cho đổi tên Búi Ba Đa thành núi Calavario và được dựng chữ thập bằng đá trên núi ấy để tượng trưng ngọn núi nơi Giê-xu bị hành hình. Phóng theo ý nghĩa việc làm hòm đựng hồn, vua Mai-sen sai thợ tạc tượng gỗ cho vua và các quan trong triều. Bên trong tượng khoét rỗng, tượng của ngài nào thì cắt lấy một nhúm tóc, 10 mẫu móng tay, 10 mẫu móng chân, một mảnh thân sau áo lót của người ấy, dùng dao chích sau lưng, lấy máu chấm vào đầu bút mà ghi tên hiệu, quê quán, quan tước vào mảnh áo lót ấy, rồi bỏ tất cả vào trong một ruột tượng, làm riêng một căn buồng để cất giữ. Tờ chiếu nói về việc này có đoạn viết: các đại thần còn sống đây, sau này sẽ trở thành linh thánh, phải nhất tâm đồng lòng, không được phản trắc, kẻ nào theo giặc phản bội bề trên thì sẽ bị giết chết cả vợ con, bị hủy tượng truyền thần. Quần thần nhất loạt vái lạy, thề chết không dám ăn ở hài lòng. Người Tây Dương bắt đầu phong thần từ đó. Cho nên vua tôi Tây Dương cũng như các bố đạo ngoại quốc, mỗi khi gặp nạn đều có thể coi cái chết như sự trở về. Cũng vì việc này, đình thần có người tên là Lê Chi Ta hỏi rằng: nếu dùng phép ấy mà có thể khiến cho trên dưới một lòng thì hà tất còn phải mượn đến cái thuyết Giê-xu làm gì? Vua Mai Sen đáp: không phải thế, việc đó ngươi còn chưa hiểu, sau này sẽ cho thi hành nhiều phép khác, phải đem Chúa Trời ra mà lòe dọa. Dân chúng muốn biết Chúa Trời nói gì, ắt phải lòe bịp rằng con Chúa Trời nói thay Chúa Trời, thời người ta mới tin. Lê Chi Ta nghe xong lại tạ hồi tâu. Nước Tây Dương trước kia vốn là người chư hầu của nước Giu-đê, sách vở chữ viết đều như Giu-đê cả, nhưng về việc thờ Chúa Trời, đặt chức đạo, thờ quý thần thì có chế độ riêng khác với Giu-đê.
đến khi dùng phép thuật của Giê-xu, vua Mai-sen bàn mượn uy linh của Giê-xu xuống chiếu, truyền cho các làng xã thành bang. Trong nước phải sửa sang lại các đền thờ Thiên Chúa. Khi ở Kinh Đô đã có đủ các viên văn coi việc ở các nhà thờ, vua Mai-sen bèn truyền cho các đình thần bàn địa các việc cần thiết trước sau để làm cho thiên hạ tôn thờ đạo Giê-xu. Nasaro nói, trước khi Chúa Giê-xu đặt ra các phép đạo, mỗi năm mới cho thi hành một phép, khuyên dỗ người ta dần dần, như thế mới là chắc chắn không lo. Vua Mai-sen bèn giao cho các đình thần họp kín để bàn bạc, phải mất 5 tháng mới bàn định xong. Năm ấy chiếu truyền cho các trấn thành làng xóm trong nước phải vẽ ảnh mây để làm bàn thờ Thiên Chúa, chọn một người thông tuệ trong làng làm thầy cả để hướng dẫn dân chúng làm lễ. Cứ mỗi lễ lạy trước ba lạy, đợi triều đình chính chúng bổ nhiệm thầy cả về cai quản. Giáo hoàng lại bàn rằng, vua tôi nói theo thầy trò Giê-xu trước sau một lòng không đổi, vì vậy cần vẽ ảnh Chúa Giê-xu chịu đàn, khiến cho mọi người trong bên ngoài mà động bên trong. Nếu ngại rằng vẽ ảnh ấy dân chúng xem thấy sẽ bảo rằng đã linh thiêng thì làm sao còn khốn khổ như thế, thì cứ giấu đi là được. Đình thần đều cho là phải, cứ xin cho làm. Nhưng có viên quan tên là Moria tâu rằng, chỉ sợ lâu ngày tất sẽ lộ chuyện ra, người ta không tin nữa thì mưu kế của chúng ta phải thất bại. Chỉ bằng cứ phỉnh dân chúng rằng Đức Chúa con đem thân ra chịu khổ để chuộc tội cho dân ta khỏi bị đày xuống địa ngục, đâu phải con Chúa Trời không có phép thiên để bảo mạng cho mình. Như thế dân chúng ấy thấy con Chúa Trời mà còn phải chịu khổ như thế, thì bản thân mình dẫu phải nguy khó cũng cam lòng mà ở với chúng ta. Dẫu bị nạn lớn cũng không thay lòng đổi dạ, vua đã được lòng bề tôi lại được lòng dân, thật là điều lợi lớn. Triều thần nghe xong thấy điều giơ tay tán thưởng rằng, đúng là sáng suốt thần diệu. Moria nhân đó soạn ra bổn kinh gọi là Kinh Bởi Đâu đem dâng. Giáo hoàng Mai-sen đọc xong cảm mừng, lại truyền cho quần thần dựa theo sách thực lục mà soạn thêm sách ngoại lục, cốt làm sao cho mỗi tiết trong thực lục đều có những lời lẽ tu sức, thêm những để thổi phồng sự linh thiêng của Chúa Giê-xu. Đó là gốc của cái thuyết Chúa Giê-xu chuộc tội cho thiên hạ. Qua năm sau, giáo hoàng truyền chiếu ban sách ngoại lục cho thiên hạ, lệnh cho chức sắc các làng xã phải về nghe lời mật dụ của Chúa, rồi sau đó mới được ban sách đem về dạy bảo cho dân. Trước hết phải dạy dân rằng Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã giáng sinh ở nước Giu-đê, tên gọi là Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chuộc tội thay cho thiên hạ, để cho dân ta sau khi chết khỏi bị nỗi khổ phải đày xuống địa ngục. Sau đó hằng ngày sẽ đọc sách Ngài ngoại lục và Kinh Bởi Đâu để lòe bịp lè phỉnh mỗi người. Từ đó vua nước Tây Dương mỗi khi truyền bảo điều gì đều nói Chúa Trời phán rằng. Tây Dương là Italia. Sau khi dân chúng đã được nghe nói về việc Giê-xu chuộc tội, qua năm sau giáo hoàng xuống chiếu truyền rằng Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ hai tên là Giê-xu đã giáng sinh xuống chuộc tội cho thiên hạ ở nước Giu-đê, nay đã hiển linh ở nước ta, đó không phải là đấng mà các thần khác có thể sánh được. Thờ Chúa Giê-xu sẽ được phúc vô hạn. Chúa đã hiện xuống ở Kinh Đô, chính mắt trẫm đã được trông thấy. Lại sợ rằng những lời lẽ như sự việc trong sách ngoại lục phần nhiều gò ép, những kẻ hiểu biết trong dân chúng ắt sẽ hỏi vặn nọ kia. Giáo hoàng lại truyền rằng phàm những các điều các đạo quan đã dạy dân chúng phải cúi đầu lắng nghe. Kẻ nào dám hỏi vặn này nọ, tức là phạm tội sắc ngạo với bề trên, sẽ trừng trị tội. Thế là những người có kiến thức hiểu biết đều sợ phép không dám hỏi han gì nữa. Dân gian các nơi đều phải tu sửa giáo đường, tôn thờ đạo mới. Qua năm sau, giáo hoàng ban bố kinh 10 điều răn và kinh lạy cha, truyền cho tất cả đàn ông đàn bà ai nấy đều phải đọc học thuộc lòng. Ai không học thuộc sẽ giao cho đạo quan xử phạt.
Bây giờ giáo hoàng hỏi các vít vồ về việc kinh 10 điều răn, ắt có ý tế nhị gì chăng? Phêrô tâu rằng: cả 10 điều răn, điều nào cũng dựa trên tựa như khuyên người ta làm điều thiện, nhưng cái ý lớn là cốt làm cho người ta khuyên lòng theo ta mà thôi. Điều răn thứ nhất khuyên người ta kính chuộng một đấng chân chúa của trời đất. Đã nói là một đấng chân chúa thì tất cả những thứ khác như quỷ thần, bói toán, âm dương, ngũ hành, thờ cúng tổ tiên vân vân, người ta đều không được tôn kính, mà chỉ được lòng tôn kính đạo ta mà thôi. Điều răn thứ hai rằng: chớ gọi tên Chúa Trời mà thề nhảm. Nói tên Chúa Trời là có nói ngầm tên của Giê-xu nhưng không nói rõ ra, lại có ý kiến cho những kẻ hay dối trá, sợ mang tội bị đày xuống địa ngục, phải dâng hết sự thật với ta. Điều răn thứ ba rằng: phải nghỉ ngày lễ Chúa, tức là dọa dân chúng phải thường xuyên đi xem lễ. Năng đi xem lễ thì nghe giảng kinh nhiều lần, không trễ biến lòng tin đạo. Điều răn thứ tư rằng: phải hiếu kính cha mẹ. Răn như thế không phải cốt để bảo con cái chăm lo phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống và thờ cúng sau khi cha mẹ chết. Cái chính là làm cho con cái thuận lòng cha mẹ, như thế thì những người làm cha mẹ vui mà theo đạo ta càng bền hơn, càng đốc thúc con cái chuyên tâm thuận tòng ý muốn của ta. Điều răn thứ năm rằng: không được giết người. Họ đã sợ giết người là phạm tội thì sau này họ cũng sẽ giết hại người của đạo ta. Điều răn thứ sáu rằng: chớ làm sự tà dâm. Răn như thế thì người ta càng cẩn thận giữ gìn lời dạy phong kiến của ta. Một vợ một chồng không khác lòng đổi ý. Điều răn thứ bảy rằng: chớ ăn trộm ăn cắp của người. Dân chúng không trộm cướp của nhau thì nhà nước cũng không bị trộm cướp. Điều răn thứ tám răn rằng: chớ làm chứng dối. Đã không làm chứng dối trá trong việc làm chứng thì giáo dân cũng nói hết sự thật khi xưng tội, và tất cả mọi việc đều không dám nói dối ta. Điều răn thứ chín rằng: chớ ham muốn vợ chồng người. Giáo dân không ham muốn vợ chồng người thì những kẻ do ta gian dối ghép cưới gả cũng không được người ngoài mơ tưởng tới nữa. Cả bên nam bên nữ đều không thể dựa cậy vào thuyết của ta. Điều răn thứ 10 rằng: chớ tham tiền tài của người. Như thế thì của cải của ta không ai dám lấy. Lời cuối cùng nói: trước sau 10 điều răn quy về hai mối, phải kính mến Chúa Trời, coi là điều đầu tiên của muôn việc, cũng là yêu người như yêu mình. Ba điều trước, điều 1 và điều 3 nói về việc chuyện chuyên tâm tôn phùng Chúa Trời, tức là hướng về ta càng bền hơn. Còn cái ý dưới yêu người như yêu mình thì cả 7 điều sau 4 đến 10 điều không dám phạm. Tình cảm của họ đối với ta càng thân thiết. Tình cảm của họ đối với ta càng thân thiết hơn. Cho nên nói rằng cả 10 điều răn, điều nào cũng tựa như khuyên làm những điều thiện, nhưng cốt là để chuyển biến những kẻ ngu khờ cho họ kiên lòng theo đạo ta. Sau này tất cả điều Giê-xu dân đạo ta sẽ là dân đạo ta cả mà thôi. Lời dạy của con chiên cung Thiên Chúa thật là huyền diệu biết bao. Giáo hoàng nghe xong cười vang mà rằng: thật đúng là lời dạy của con Thiên Chúa. Rồi đó sai làm bia đá để khắc kinh 10 điều răn, ghi thêm một câu cuối cùng: đây là lời Chúa Trời khi xưa đã phán dạy người đời tuân giữ. Người nào thuận theo thì được lên thiên đường hạnh phúc, kẻ nào bội nghịch thì bị đày xuống gia hình dưới địa ngục. Amen. Giáo hoàng Mai Sen lại hỏi những điều ngụ ý trong kinh Lạy Cha như thế nào. Phêrô tâu rằng: kinh ấy nói Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, tức là không quý trọng cha đẻ của mình mà coi Chúa Giê-xu là chính thật là cha mình. Nói chúng tôi nguyện danh cha thành thánh, nước cha trị đến. Như thế tức là người ta cũng nhận vua nước mình là cha chính thật của mình. Vâng ý cha làm dưới tất cả như trên trời. Như thế người ta sẽ một lòng vâng theo đạo ta mà thi hành vậy. Chúng con rầy mong cha
cho chúng con đủ miếng ăn hàng ngày. Như thế tức là người ta chỉ yên phận đủ ăn chứ không cần nhiều đến nỗi phải làm trộm cướp. Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là ý cầu mong được Chúa Trời tha tội. Lại nói, chứ để chúng con bị hãm vào nửa trước mê hoặc dụ dỗ, thế là họ tự hứa không để cho ma quỷ cám dỗ. Kỳ thực là cốt để cho họ khỏi bị dụ dỗ bởi kẻ ngoại đạo. Giáo hoàng nghe xong cả mừng, nói: ý tử hàm xúc thần diệu lắm. Rồi cho ban hành kinh lạy Cha. Được một năm, xem chừng dân chúng đều đã biết chuyện Giê-xu là con Chúa Trời, chịu cực hình trên giả chữ thập. Giáo hoàng Mai Sen bèn xuống chiếu truyền cho các thầy cả dựng giả chữ thập không trong nhà thờ để thăm dò ý tứ dân chúng thế nào. Đến khi Cha Giê-xu là Giu-se chết, Giáo hoàng Mai Sen muốn phong tôn hiệu Thánh Phụ, Thánh Mẫu cho cha mẹ đẻ của Giê-xu, Vít Vô Duân, tâu rằng: nếu Hoàng thượng phong cho Giê-xu thì dân chúng đều biết Giu-se là cha đẻ của Giê-xu, họ sẽ không tin đạo ta nữa. Giáo hoàng Mai Sen nói: không có khanh nhắc thì trẫm cũng làm hỏng việc này rồi. Rồi đó lập điều thờ Maria, còn Giu-se thì chỉ liệt vào hàng môn đồ, chôn cất theo nghi lễ đối với các vít vồ khác. Cũng theo phép phong thần, đem tượng Giu-se vào điện thờ đặt hầu dưới tượng Giê-xu. Rồi đó sai soạn kinh thánh Giu-se để đề nén lòng dân. Một mặt giáo hoàng Mai Sen sai sứ giả tìm đến nhà bà Maria ở trọ dựng bi giả ghi nhớ sự tích đức bà và dấu đặt một chiếc khung cửi trong căn nhà đó. Việc dìm dập Giu-se cốt để làm cho nổi bật Giê-xu chính là con Chúa Trời, sau đó mới có thể đem ra và lừa bịp dân chúng. Giê-xu biết chuyện vua Mai Sen trước sau tôn phong mấy lần, bèn hiện về bảo các môn đồ rằng: nếu nghe lời đức bà thì thầy trò ta làm gì được phúc hiển như ngày nay. Môn đồ vui mừng vái lại, Giê-xu nói xong biến mất. Qua năm sau, vua Mai Sen truyền chiếu bảo mỗi làng chọn một người trai chưa vợ cho về kinh để học đạo Thiên Chúa. Người nào học thông sẽ được cấp bằng phong làm giám mục hoặc thầy cả. Bây giờ 6 vít vồ chỉ còn lại 5 người, cho nên vua mới ra chiếu ấy. Sau 3 năm, các đồng nam đều mãn khóa. Giáo hoàng chiếu theo số phận huyện và các làng trong nước phong chức cho 20 người làm giám mục, được ghi tên vào thực lục. Số còn lại đều phong làm thầy cả, chỉ theo pháp được ban lễ bùa chú mà thôi. Các thầy cả ở quận nào thì thuộc dưới quyền của giám mục quận ấy. Lại theo phép tên thánh do Giê-xu đặt ra, khi làm lễ phường thủ phong, tên các thầy cả được đọc kèm theo tên của giám mục bề trên. Như vậy là có ý hẹn sau khi chết được thờ chung một nơi với giám mục ấy. Mọi người đều được cấp đạo phục cùng các nghi thức, rồi mới được đi giảng đạo ở các nơi như phép của Giê-xu đã định. Giảng đạo thì người làng nào đặt tên theo thầy cả làng ấy, nhưng ý nghĩa chỉ để khiến cho người ta dễ nhớ đến tên mình là nghĩ đến việc đạo. Moria mật tâu rằng: đạo ta phần nhiều dùng xảo thuật để làm những việc không thuận tình người, như các phép đâm mù mắt người chết, bắt đào huyệt chôn sâu, bỏ thờ cúng vân vân. Nhưng người ta ai chẳng thương xót người thân, nếu không có phép phạt nghiêm thưởng hầu thì sợ rằng các giám mục thầy cả không giữ được kiên tâm làm trước sau như một. Các đền thần hỏi lại đề ra phép cắt đầu dương vật và nghi thức cắt tóc, trích máu đề tên hiệu thủ phong lên tượng gỗ như đã nói ở trên, và cấm không được lấy vợ. Vua Mai Sanh xuống chiếu truyền rằng: Chúa Trời phán dạy, kẻ nào để lộ ý kiến sẽ bị xử trảm. Cha ông bị đóng đinh câu rút, kẻ nào nửa chừng bỏ đạo cũng phải chịu tội như thế. Từ đó các giám mục thầy cả đều phải răm rắp tuân phép, không ai dám trái nghịch mấy mày. Tả đạo có phép đặt tên thánh và phong chức giám mục thầy cả bắt đầu từ đó.
sắc phong cho các giám mục lại đại khái viết: Nam phong cho, nay phong cho ngươi làm giám mục để đốc thúc các thầy cả, kiềm chế dân chúng cho trẫm. Ngươi sống làm người, sống làm người, chết được phong làm thánh, ăn lễ trọng hậu, phải dốc một lòng như phép mà Sacramento đã định. Há ngươi không phải không biết hình phạt của triều đình rất nặng hay sao? Sắc phong cho các thầy cả đại khái viết: Nay phong cho ngươi làm thầy cả, trên thì phải tuân kính giáo hoàng, thứ đến văn theo giám mục, dưới thì phải khuyết dụ dân ta một lòng theo đạo. Ngươi được tạc tượng vẻ quan, ăn lễ long trọng, nếu không biết giữ phải chịu hình phạt thảm khốc chớ hối. Phêrô chết, vua Mycen xuống chiếu lừa dối dân chúng rằng Phêrô là bậc đại môn đồ của chúng Chúa Giêsu, nay được lên cầm chìa khóa giữ cổng thiên đường. Rồi đó cho các phát hành kinh thánh Phêrô. Qua năm sau, giáo hoàng ban cho các giám mục thầy cả mỗi người một bức ảnh Chúa Giêsu diều nạn trên giá câu rút. Tả thừa tướng Sumie cho xin dấu vẽ ảnh cỡ nhỏ để khỏi lộ chỗ xấu. Cho nên ngày nay các ảnh Chúa Giêsu diều nạn trên giá câu rút phần nhiều làm theo cỡ nhỏ. Qua năm sau, giáo hoàng xuống chiếu truyền rằng giao cho các giám mục thầy cả tạm giữ quyền chính để cho các viên đốc trắng, quản quân, vân vân về triều lãnh hội lãnh thụ giáo lời huấn của Chúa Giêsu và nhận lễ phục vụ phục theo các cấp bậc khác nhau. Khi bọn hội ông về kinh, mỗi người đều được khắc tượng truyền thần và mặc cấp bằng sắt như đã nói ở trước. Xong việc, ai nấy trở lại về cái quản địa hạt của mình. Từ đó quan lại được nước, lại nước Tây Dương đều là người theo đạo Gia Tô cả. Năm sau, giáo hoàng xuống chiếu truyền rằng từ nay các giám mục thầy cả gọi là đạo quân, quan lo việc đạo. Các viên trấn thủ, đốc trắng gọi là chính quan, quan lo việc đời. Các quan lại triều cũng theo lệ ấy. Từ đó quan lại Tây Dương có hai ngạch chính: quan đạo và đạo quan. Chính quan và đạo quan. Vua Mycen lại phỏng theo kinh 10 điều răn của Giêsu, cho dùng những lời lẽ mà hồ soạn ra kinh 7 điều cốt yếu và kinh Tam Phúc Lành ban phát cho quan dân. Kinh 7 điều cốt yếu nói rằng: thứ nhất là phải khiêm tốn, nhường nhịn, không được khiêu ngạo. Thứ hai là phải bố thí tiền của, không được bủn xỉn hà tiện. Thứ ba, không được gian dâm, chớ ham mê dâm dục. Thứ tư là phải nhẫn nhục chịu đựng, đến nên oán giận. Thứ năm là phải ăn uống dè sản, chớ ham mê ăn uống rượu chè. Thứ sáu là phải yêu người, chớ đem lòng nghi kỵ. Thứ bảy là phải chuyên cần việc thờ phụng Chúa Trời, chớ biến lười việc thiện. Kinh ấy lại khuyên rằng: thứ nhất là phải khéo thuyết dụ người. Thứ hai là phải mở mang giáo hóa cho những kẻ mê muội. Thứ ba là phải an ủi những kẻ u sầu. Thứ tư là phải biết quở trách những kẻ phạm lỗi. Thứ năm là phải tha thứ cho những kẻ khinh thường xúc phạm ta. Thứ sáu là phải nín nhịn những kẻ làm phật lòng ta. Thứ bảy là phải cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Đại khái toàn là những lời lẽ giả dối như vậy cả. Bên trong thì sai trái, nhưng bên ngoài tự như là đúng đắn. Vì vậy lại càng khiến cho người ta bị mê hoặc nhiều hơn. Kinh Tám Khúc Lành nói rằng: một là ngày nay tuy nghèo khổ nhưng đó là phúc thực, ngày sau sẽ được no đủ. Hay là kẻ có lòng lành thì đó là phúc thực, ngày sau sẽ được Chúa Trời ban thưởng. Ba là kẻ có lòng thương người thì đó là phúc thực, ngày sau sẽ được vui sướng, vân vân. Đó là những lời khuyên dỗ người ta kiên lòng theo đạo, sợ người ta cực khổ quá mà bỏ đạo, cho nên mới lừa dối người ta rằng đời nay chịu khổ chịu nạn, sau khi chết đổi lấy vẻ vang. Cũng tự như nói đời nay ít yếu, đời sau sống lâu. Về phép xưng tội, lúc đầu các đạo quan chi đi các nơi ngày ngày gọi người đến làm lễ, giáo hoàng có mặt dụ truyền rằng trước hết chỉ làm phép rảy nước rửa mặt, nước rửa tội, phép sức dầu cho người ốm và phép confirmation
mà thôi. Đến năm nay giáo hoàng xuống chiếu rằng Chúa Trời đã dạy phép xưng tội và giải tội, đạo quan khắp nơi đều phải theo phép tuân hành. Qua năm sau lại có chiếu truyền. Năm trước việc đạo truyền nơi làm khác nhau, nay tất cả đàn ông đàn bà đều phải đọc kinh tôn đạo. Đạo quan sở tại phải ghi tên từng người, ai làm trái sẽ bị trừng phạt nặng. Qua năm sau phong tục đã dần dần thống nhất, giáo hoàng cho ban hành các sách kinh mới, soạn và phát chuỗi con niệm cho dân. Bây giờ đình thần xét thấy người phải có một phép chung để cho hết thảy và trẻ trai gái ngày đêm thần vải miệng đọc, lâu dần ngấm động mới có thể thay đổi được cõi lòng của người ta. Bèn định ra phép ấy, phép đọc kinh nam nữ cũng đọc bắt đầu từ đó. Kinh văn do đình thần cùng soạn gọi thẳng tên Maria và Giê-xu, không kiêng kỵ hủy là cốt để cho tình cảm người ta trở nên thân thiết. Lời lẽ dùng đổi lối nói không tục quê, không tục quê mùa là cốt để cho những kẻ ngu khờ dễ hiểu. Nay giáo đồ tả đạo nước ta đọc kinh bằng quốc âm là lời dịch từ sách kinh ấy. Phép đọc kinh lúc bắt đầu làm dấu phép trên mặt, trước hết dùng ngón tay trỏ vẽ một dấu chữ thập trên trán, tiếp đó vẽ thêm hai dấu ở miệng và ở ngực, tất cả đều là ba dấu chữ thập. Mỗi lần làm một dấu đều khẽ tiếng niệm rằng vì dấu mà ta câu rút Chúa Giê-xu, Chúa chúng tôi giúp chúng tôi kéo phải sự dữ. Đó là phép tập tích, tục gọi là làm dấu kép. Kế đó xòe năm ngón tay phải đặt trên đỉnh đầu, niệm nhẩm rằng nhân danh cha, chấm tay trên ngực niệm tiếp và con, chấm tay qua bên vai niệm tiếp và Virito Santo. Như thế gọi là đơn tích, làm dấu đơn. Sau đó cả nam nữ cùng giọng đọc mấy chương kinh lạy cha, tiếp đến kinh Chúa Giê-xu chịu nạn, rồi đến kinh thánh Anto. Về sau phép đọc kinh có chia riêng nam nữ, từ kể sự tích Chúa Giê-xu giáng sinh đến Đức Mẹ lên trời chia làm 15 đoạn. Mỗi khi đọc chung xong một đoạn, tiếp theo bên nam đọc kinh bởi trời, bên nữ đọc kinh lạy cha, dùng hai câu mở đầu, rồi bên nam hát hai kinh Ave Maria, bên nữ hòa kinh Sa Tăng. Mỗi bên hát 10 tiếng, lần tràng hạt mà tính số tiếng. Cuối cùng bên nam hát đến câu Lucia, bên nữ hòa theo đến câu đời đời. Thế là hết một đoạn. Đến đoạn thứ hai đổi lại, bên nữ sướng mà bên nam hòa theo, cách thức như trước, đọc hết 15 đoạn, cả bên nam bên nữ cùng hòa giọng đọc mấy chương trong kinh Ave Maria, lại đọc mấy chương kinh bởi trời. Cuối cùng một người nam hát, chúng tôi trông cậy rất đắc thánh Chúa Bà, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi sự, nguyện xin Đức Bà đồng trinh. Rất sáng láng, mọi người đồng thanh hát tiếp, giúp chúng tôi tránh khỏi sự mọi sự dữ. Amen. Mọi người khẽ tiếng cầu khẩn, tự đấm vào ngực 3 tiếng, rồi ai nấy đưa tay ra làm dấu phép như đã nói ở trên. Lễ cầu nguyện thế là xong. Hàng ngày con chiên đều hội họp đọc kinh như vậy. Kinh bởi trời là kinh lạy cha đã nói ở trên, còn kinh Ave Maria thì có câu Ave Maria đầy ân phúc, Chúa Giêsu ở cùng bà. Trong các người nữ, bà có phúc là bà thế tử Giêsu nhiều phúc hà lạ. Kinh Sa Tăng có câu Santa Maria Đức Mẹ Chúa Giêsu Chúa Giêsu cầu cho chúng tôi kẻ có tội khi nay cho đến khi bọn chúng tôi chết. Amen. Câu Lucia nguyên cả câu là Lucia Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Phêrô Satan Santo. Câu đời đời nguyên cả câu là đời đời trước sau cùng, trước sau vô cùng. Amen. Qua năm sau vua Mai Sen hạ chiếu truyền rằng Chúa Trời phán dạy đàn ông đàn bà phải ai có tội
đều phải đến nhà thờ xưng tội với các đạo quan là kẻ thay mặt Chúa nghe xưng tội. Xưng tội xong, gục đầu đọc kinh cáo thân, rồi sáng hôm sau chịu lễ nhận bánh thánh và nghe lời giảng dạy của đạo quan. Lại nói rằng đạo quan đều là bề tôi của Chúa Giêsu, thầy cả xưng tội với giám mục, nhưng để cho việc cho tiện việc, khi không có giám mục thì thay thầy cả thay phiên làm phép xưng tội giải tội cho nhau cũng được. Các giám mục cũng thay đổi phép làm cho nhau như vậy, kèm theo đó cho ban hành kinh cáo thân. Cáo thân có nghĩa là tự mình bảo mình. Kinh này cũng do Moria soạn ra. Khi đọc ba tiếng con có tội thì giơ tay đấm ngực ba lần rồi nói: nay con xin tự bảo bản thân con trước mặt thầy. Lúc ấy kẻ nào hối lỗi khóc ra nước mắt, tức là có lòng thành thật, thì mới được Chúa Giêsu tha tội, dụ dỗ người ta một lòng theo đạo đến chết không thôi. Bánh khóe mê hoặc lòng người thật rất dịu. Trước đó các quan trong kinh ngoài quận đều đã được phong chức nghe truyền mặc dù để trên dưới đồng lòng. Đến năm nay lại có chiếu truyền cho học trò các trường phái đến nhà đạo quan để xin chịu đạo. Từ đó dân Tây Dương ai nấy đều bị lừa dối hết. Bây giờ các chức vụ môn đồ của Giêsu đã chết cả. Giáo hoàng bèn cho ghi tên bọn Nicola, Timon, vân vân 12 vít vồ đặt làm chán thánh, truyền chiếu cho quan dân ai nấy đều phải đeo tên thánh, kẻ trái lệnh sẽ bị trị tội. Qua năm sau, giáo hoàng làm cho các loại ảnh tượng để ban chấp cho thiên hạ. Loại vẽ hình gọi là ảnh, loại khắc chạm thì gọi là tượng. Có loại tượng Đức Mẹ Maria bế Chúa Giêsu hài đồng, có loại chỉ vẽ một mình Maria, có loại tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên giá câu rút, lại có tượng của các môn đồ. Rồi đó giáo hoàng cho phép truyền 12 môn đồ và vẽ 2 bức ảnh dài, mỗi bức 6 người treo hai bên tả hữu thờ chung với Giêsu. Lại căn dặn các thợ vẽ và chú ý tinh tế để vẽ lờ mờ cho khỏi lộ liễu. Ảnh ấy, ảnh giấy thì dùng mực vẽ, ảnh vải thì phải lấy dầu sơn hòa với thuốc màu xanh đỏ mà vẽ, vì thợ vì sợ để lộ xấu trên mình Chúa Giêsu chịu nạn. Tinh thần xin rằng tất cả các ảnh đều phải vẽ mờ mờ, khiến cho dân chúng khó phân biệt, khỏi xin nghi ngờ. Bây giờ quan quân ai nấy sợ phép nước đều. Qua năm sau giáo hoàng lại xuống chiếu dụ rằng Chúa dạy việc hôn nhân chỉ một vợ một chồng. Những ai từ trước đã trót lấy nhiều vợ thì tha không hỏi đến. Từ nay về sau phải theo phép một vợ một chồng. Ai trái lệnh sẽ bị đạo quan trị tội. Qua năm sau triều đình bàn định về việc khuyên dụ dân chúng theo pháp chung sâu. Rồi đó giáo hoàng xuống dụ truyền rằng ngày nay cả nước đều theo đạo Thiên Chúa, cho nên ma quỷ rất căm tức. Vì không dụ dỗ được người sống nên ma quỷ thường nhập vào xác người chết để sinh yêu tác quái. Từ nay về sau chôn các người chết phải đào sâu 6 thước để tránh nạn ấy. Khi có đám tang thì cả làng ấy hoặc môn đồ giúp việc phải đến tận nơi xem xét kẻ nào trái lệnh thì phải trị tội. Lại có chiếu truyền rằng mỗi làng phải cử ra 5 người để làm môn đồ giúp việc cho đạo quan. Khi đủ tuổi sẽ thi chuyển, người nào học thông thì được phong chức đạo quan. Về việc đó đình thần Moria tâu rằng hiện nay các đạo quan người làng nào đều được cai quản làng ấy, tình cảm thân quen, sợ xảy ra diễn biến, kính xin thường kỳ cho chuyển đổi đạo quan làng này qua làng khác. Giáo hoàng bèn xuống chiếu truyền rằng giám mục thì cử 5 năm thuyên kiển một lần, thầy cả 4 năm một lần thành định lệ. Từ đó có lệ chuyển đổi đạo quan. Qua năm sau giáo hoàng dụ rằng Chúa Giêsu dạy dân phạm 7 phép. Thuở sơ sinh thì sẽ có phép rửa tội, khi trưởng thành thì lại có phép côn phi ma xong, thêm sức hoặc kim đạo. Khi đã làm phạm nhiều tội lỗi thì có phép giải tội, phép xưng tội
lãnh bánh thánh. Khi ốm đau thì có phép sức dầu thánh, lấy vợ lấy chồng thì phải có phép matrimonio, phép cưới. Phong chức cho giám mục, thầy cả thì có phép comonion, truyền chức. Quan dân ai nấy phải tuân hành, kẻ nào làm trái đều phải trị tội. Từ đó ban hành kinh bảy phép, lại dụ rằng Chúa Trời truyền bảo Chúa vốn không có hình tượng, do chi bớt linh thiêng, do Giê-xu nên mới có hình tượng. Từ nay về sau, khi đọc kinh cầu mình thánh thì câu lạy mình thánh Chúa Trời phải sửa lại là lạy mình thánh Đức Chúa Giê-xu. Từ đó rõ ràng là nói đến Chúa Trời, là nói đến Chúa Giê-xu. Đình thần lại bàn xét thấy rằng nếu để cho tâm hồn người ta được yên tĩnh thì hay suy nghĩ, mà suy nghĩ thì người ta sẽ vạch ra những điều sai trái. Phép được đại để cốt làm cho người, cho dân chúng trở nên ngu khờ. Mỗi ngày sáng sớm đi làm lễ sợ còn chưa đủ, đình thần bằng bàn nên dùng chiên trống khiến cho dân chúng không lúc nào được rối trí mà suy nghĩ nữa. Bọn ru chim xin đặt các lễ lớn hàng năm, kể từ lễ đầu thiên thần hiện xuống báo tin, lễ truyền tin đến lễ Đức Bà Maria trên trời là hết một năm. Rồi đó quay lại lễ đầu, tính từ khi Giê-xu chưa chịu nạn, đưa môn đồ lên núi Ô-lê-vê-tê cho đến khi rời nhà ra đi là 40 ngày. Từ khi ra đi đến lúc chịu nạn là 7 ngày. Nay tính gặp lại tất cả là 47 ngày. Xin gọi là mùa thương khó, làm các việc quăng tro, ném đá, rước liễu. Lại chia kinh Giê-xu chịu nạn thành 15 đoạn, điểm con niệm đọc chung với kinh Bởi Trời và kinh Ave Maria. Bên sướng bên họa và cách thức đã nói ở trước. 40 ngày đầu mỗi đêm đọc 5 đoạn, 7 ngày sau mỗi đêm đọc đều đọc hết 15 đoạn. Trong những ngày ấy, lệnh cho quan dân đạo quan mỗi ngày chỉ ăn một bữa, binh lính và dân chúng chỉ ăn hai bữa. Thấy điều phải kiêng thịt, lại soạn ra kinh Sự Tích Năm Đinh và kinh Bảy Thống Khổ để ngâm tụng trong tuần chay. Trước phục sinh một ngày, làm trò diễn thuật đầu đuôi sự tích Chúa Giê-xu chịu nạn khiến cho người xem lòng càng không nguôi. Như vậy chẳng còn trí óc mà suy nghĩ điều gì kia khác. Trò rước tượng Chúa ở Tây Dương thì làm ban ngày, truyền vào nước ta tuy chưa bị ngăn cản lắm, nhưng cũng có ý sợ cho dân, sợ cho nên vẫn làm về ban đêm. Trước đó ba ngày, giám mục địa phận sức cho các thầy cả và con chiên các làng chọn 500 tráng đinh đi diễn trò, mỗi người đều cầm đuốc và gậy để đóng giả làm quân Giu-đê. 12 thầy cả bưng nước rửa chân cho từng người, tượng trưng Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Lại là một mà hình nộm tên Giu-đa có mấy giật, mang túi bạc chạy ra ngoài. Một lát sau tuần đinh ập vào bắt Giê-xu lôi đi, xong đó đừng dựng lên một bức ảnh cỡ lớn để tượng trưng cho việc Giê-xu bị bắt. Tiếp theo là dựng ảnh lớn vẽ Giê-xu với vác giá cầu rút cùng một cỗ xe kéo ảnh đi. Giữa đường gặp một đoàn trinh nữ hơn chục người áo mũ đẹp đẽ rước ảnh Đức Mẹ Maria, tượng trưng việc mẹ con Chúa Giê-xu gặp nhau. Sau đó cả hai ảnh cùng được kéo lên thiên đường. Lại kéo ra một bức ảnh lớn vẽ Giê-xu treo thân trên giá chữ thập. Quân Giu-đê cầm gậy đánh vào bức ảnh. Mọi người dự hội vẫn nghe tiếng đập, tiếng gặp bà đập liền cất tiếng khóc vang như sấm. Khi bức ảnh dựng lên, một tên quân Giu-đê cầm giáo đâm vào sườn để tượng trưng cho việc đô sa nụ đâm Giê-xu trên giá cầu rút. Rồi đó đến đoạn đưa xe nhặt xác Giê-xu chở đi chôn. Ảnh Giê-xu đặt nằm trong xe, một số con chiên nam nữ xà vào ôm hôn ảnh tượng trưng các môn đồ hôn chân Giê-xu.
Đình Thần lại bàn việc diễn thuật sự tích quân Lâm Bô căn cứ theo kinh Vị Đông. Vào hội ấy, viên trống vang lừng, giáo dân tụ hội đông hàng vạn. Giám mục địa phận phò tượng Chúa ngồi trên cổ xe hai bánh sơn son che bốn lọng vàng. Các thầy cả ngồi võng đều che hai lọng xanh. Tráng đinh phát cháo gậy đi tùy tòng hai bên. Con chiên nam nữ theo sau vừa đi vừa đọc kinh, ai nấy đều cầm đuốc sáp. Cả một vùng đèn nến như sao. Sáng hôm sau lại nội trống làm hiệu, bàn thờ che màn treo trướng bốn phía. Bên trong thấp thoáng trông thấy một chiếc ghế ngai trang hoàng lộng lẫy, trên đặt tượng Chúa Giêsu tay cầm cờ đỏ. Nhiều thiên thần bằng gỗ có máy giặt cử động bay lượn xung quanh. Bên dưới nam nữ đồng trinh mặc váy xòe, hai đeo cánh giả, tay cầm cờ đi là hàng đôi tượng trưng đội quân thiên thần. Mọi người giơ tay vẫy chào, đám rước đi đến đâu hòa tùng đến đấy. Tiếng chiêng trống hòa với tiếng hoan hô dội cùng khắp mười dặm. Đó là lễ hội phục sinh. Đình Thần lại làm lịch các ngày lễ ban cho dân chúng xem để biết các ngày làm lễ phép. Phép lịch này lấy 7 ngày làm một tuần. Quy định từ lễ truyền tin đến lễ Giáng sinh là bao nhiêu ngày? Từ lễ Giáng sinh đến lễ mệnh danh đặt tên bao nhiêu ngày? Lần lượt cho đến lễ Đức Mẹ Maria. Lên trời cũng như thế, tháng thì có tháng đủ, tháng thiếu, mà số ngày từ cuộc lễ nọ đến cuộc lễ kia đã định sẵn cho tròn một năm. Vì thế bỏ không ghi ngày tốt, ngày xấu, chỉ ghi tháng đủ, tháng thiếu, hay làm lễ vào ngày này mà ngày nào mà thôi. Đó là nguồn gốc phép lầm lịch của đạo Gia Tô. Lại xét ra thấy 3 ngày đầu một năm là những ngày vui, sợ dân mãi chơi mà biến lòng tôn đạo cái thế, không thể không hạn chế. Giáo hoàng phải xuống chiếu lừa phỉnh rằng Chúa Trời đã định 3 ngày đầu năm: ngày mùng 1 thờ Đức Chúa Cha, ngày mùng 2 thờ Đức Chúa Con, ngày mùng 3 thờ Đức Chúa Phirito Santo. Trong 3 ngày ấy, mọi người nên hội họp mà đọc kinh thì được phúc lớn nhất, không thể bỏ qua. Đến khi bọn người hội lại, trên trường treo một bức tranh lớn bằng thiết chiếu, gọi là tranh phán xét ngày tận thế. Tranh ấy chia làm 3 tầng. Tầng trên gọi là thiên đường, vẽ Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu đang ban thưởng quần áo cho những con chiên đắc phúc. Tầng giữa là phán xét, vẽ một thiên thần cầm ống thổi lửa xuống thiêu đốt hết muôn vật, lại vẽ một chiếc căn lớn để căn phúc tội của người ta. Tầng dưới đề là địa ngục, vẽ bọn quỷ đang nuốt gồm ngọn lửa nhai thịt người. Kẻ ngu đần khờ thấy vậy đều sợ hãi tái mặt, không dám nghĩ đến chuyện vui chơi nữa. Đó là bức tranh vẽ phỏng theo lời Giêsu nói về ngày tận thế. Lại cũng vào những ngày đầu năm, lấy sợi vải trắng nhuộm đỏ để phát cho trẻ con, gọi là dây phép, bảo rằng đeo dây ấy được thì được phúc. Bọn trẻ đều vui mừng. Do vậy cả 3 ngày Tết mọi người cũng không biết lười việc đạo. Từ đó ngày thường cũng bắt các nhà dân phải treo bày các ảnh tượng, lại làm bùa bằng giấy, bên trong viết Chúa Trời dạy ta gọi tên Giêsu là Maria, bảo con chiên làm lấy quả đồng, hoặc bay túi lụa nhỏ bỏ bùa vào đó mà đeo bên cánh tay, nói rằng bùa ấy có phép lạ, trấn áp được hết mọi yêu tà. Lại lấy đồng đúc những miếng nhỏ hình tròn, hai mặt đều có tượng Chúa đúc nổi, bên trên có lỗ để trẻ con buộc sợi dây đeo trên đầu, khiến cho mọi người và trẻ xung quanh hàng ngày đều trông thấy. Thấy ở bên ngoài ác phải xúc động, bên trong lâu dần càng dốc lòng không quên đạo. Giáo hoàng cảm mừng, bèn hạ chiếu ban truyền thiên hạ để cho các đạo quan và tất cả dân chúng tuân hành. Kể từ đó tả đạo có các ngày lễ tranh phán xét, dây phép và bùa phép lạ. Cũng vì thế mọi người quanh năm đều phải lưu tâm đến việc đạo. Rồi đó giáo hoàng lại cho làm tượng câu rút loại nhỏ, chia làm hai hạng thiết vàng và thiết bạc, dự đạo quan vào chầu tự tay làm cho, gọi là tượng khắc lòng. Giám mục mà được ban tượng vàng, thầy cả được ban tượng bạc, ngày đêm đeo tìa liền bên mình. Lời mặc dụ của giáo hoàng bảo rằng
Nếu bất hạnh gặp hoạn nạn như thế cũng phải noi theo bức tường, ít chịu chết chứ không hài lòng. Cho nên ngày nay các giám mục thầy cả có tượng trì thần là bắt đầu từ đó, và chỉ những người có tượng ấy mới là giáo sĩ, là được thụ phong truyền mật vụ. Giáo hoàng lại xuống chiếu truyền cho các sứ đạo từ kinh đô cho đến các hàng các làng đều phải dựng bên cạnh nhà thờ 4 năm dãy nhà đạo để cho những phụ nữ không chồng đến ở. Từ khi đặt ra phép một vợ một chồng đến lúc ấy đã 7 năm, làng nào cũng nhiều con cái quá tuổi mà không có chồng, chữa hoang không ít, hoặc có những kẻ quá chồng không có con nói giỏi, người ngoài đều lấy làm ái ngại thương xót. Đạo quan các nơi tâu về triều, đình thần bàn xét điều nói rằng: dương ít thì âm nhiều, số của trời đất xưa nay vẫn thế. Rồi đó giáo hoàng bàn xuống chiếu truyền các làng làm nhà đạo, như đã nói trên, gọi là nhà tu đồng trinh, tôi gọi là nhà mụ. Cấm đàn ông không được lai vãng đến nhà mụ, mà trong khu nhà mụ cấm không được nuôi súc vật. Có đủ giống đực, giống cái, sợ các trinh nữ trông thấy là nghĩ đến sự gian dâm. Hẹn với họ rằng sau khi chết sẽ phong làm thánh phụ, bà thánh, được thờ cúng đời đời. Ai muốn lấy chồng thì thưa thật với đạo quan để cho phép về nhà. Nếu vụng trộm ăn nằm có mang thì phải tội chém. Về sau nhiều người tu trọn kiếp, sau khi chết được phong thánh gọi là Roda, Mata, Agosta, vân vân. Cho nên ngày nay đàn ông thì mang tên ông thánh, đàn bà thì mang tên bà thánh. Đó là nguyên do tên gọi mụ, bà mụ đồng trinh. Tháng ấy lại thấy Giê-xu cưỡi đám mây xanh xuất hiện trên trời kinh đô Tây Dương. Vua Mai Sen mặc áo lễ ra ngoài hiên, trông thấy bèn gọi các cận thần cùng ra vái lại. Giê-xu nói: đạo của ta chỉ thi hành một phép mà được 3-4 điều lợi. Hãy nêu một việc cho các ngươi thấy rõ, như phép chung sâu vừa trấn áp được hồn thiên kẻ chết, vừa khiến cho giảm bớt giống nòi, dẫu mạch đất thiên thì con cháu cũng không phát đạt được, lại làm cho dân chúng biết rằng chết rồi là không có ích gì nữa, càng có lợi cho việc phong thần, khiến người ta càng dốc lòng theo đạo ta. Các phép khác là đại khái cũng như thế. Nói xong Giê-xu biến mất. Đây là lần cuối cùng Giê-xu hiện xuống. Từ đó về sau Chúa Giê-xu hiện xuống đều là do vua tôi Tây Dương đặt điều lừa dối, lấy sự trừng phạt đe dọa dân chúng mà thôi. Qua năm sau, giáo hoàng Tây Dương Mai Sen lúc lâm chung gọi các đại thần cùng thế tử vào truyền dặn di chúc mật, nói rằng đến nay các phép đạo đã kể cả tạm đủ, chỉ còn những việc như bỏ thờ cúng, cắt yểm mạch đất thiên, cấm xem thiên văn địa lý bói toán mà chưa thi hành, rất khó sửa đổi. Nhưng nhờ sách bí lục có nói, chớ muốn nhanh, nếu muốn làm những phép ấy trước hết cần phải cấm xem các sách âm dương, thiên văn địa lý, tiếp đến các yểm mạch đất. Như thế dẫu dân chúng có muốn làm giặc cũng không thể được. Trẫm mong các khanh trên dưới một lòng. Rồi đó thế tử Lorenzo được lập làm giáo hoàng, bèn rước tượng vua cha vào thờ trong điện, tôn phong là Đức Giáo Hoàng. Thánh thần xuống chiếu truyền rằng: nay Chúa Giê-xu khen ngợi trẫm giải khát, giải thoát nỗi khổ muôn việc của bậc quốc vương, mà lên thiên đường thảnh thơi vui sướng. Thấy một áng mây bay trên trời giữa ban ngày, dân chúng hãy một lòng cầu chúc phúc cho mai sau, vừa là mừng tiên quang trẫm lên trời, vừa để tỏ rộng ân huệ của trẫm. Từ đó về sau, mỗi khi vua hoặc các quan chết đều phóng theo cách nói ấy để lừa bịp dân chúng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quyển thứ 6 đã hết.